Chào các bạn, video này mình sẽ cho các bạn thấy được là tất cả các bạn làm video cài cái Java nó sai hết luôn. Và các bạn là minh chứng là các bạn này nè, bạn này cài không được rồi, PM Facebook mình để hỏi. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái nguyên nhân tại sao bạn nó sai nha. Rồi, gõ vô CMD nè. Trong máy này, mình đang điều khiển qua TeamViewer máy tính của các bạn này. Gõ CMD đúng không? Các bạn gõ Java. Khoảng trắng ra rồi gạch ngang ở trên version. Đó, các bạn thấy cái Java version này là 1.8.0. Shift gạch ngang dưới 201 là quá sai luôn. Sai quá sai luôn á. Tại vì sao? Tại vì lúc mà bạn này cài cái đường link vô cái path vô cái Java trong cái path trong system á, cái variable á, environment variable á là quá sai luôn. Thì bởi vậy nó dẫn lên nhà mình sẽ cho các bạn coi. Bạn nó cài mà bạn không biết là bạn nó cài cái khỉ gì luôn. Cái PC đúng không? Bây giờ trong cái máy bạn này á, các bạn vô cái program files này nè, các bạn sẽ có thấy cái mục thư mục Java. Trong đây á, cái thư mục Java này bạn này đã cài cái Java version 12.0.1 rồi và cài cái version 11.0.4 rồi, là hai version đó. Thứ nhất, thứ hai, các bạn back ra ngoài Odyssey, các bạn vô program files x86 á, phiên bản 32 bit á, cũng có một cái folder Java luôn. Nhưng mà cái này là một JRE 1.1.8.0.201 nè, giống như cái này luôn. Đó. Nó không chạy được. Tại vì sao? Tại vì dẫn đường link tới cái folder này là sai rồi. Đâu đúng đâu. Cái bạn đó cài á là cái folder bên chỗ program files này nè. Cái Java này, cái file này mà bây giờ cài ông này rồi cắm cầm bà kia, cài cái 12.0.1 này vô mà bây giờ gắn cái đít của bà kia bên 1.8.0 kia vô thì làm sao mà nó chạy được. Đấy, các bạn làm hướng dẫn đã rất là kỹ luôn á mà không hiểu sao vẫn sai như thường. Ở giờ máy đơ luôn. Đây mình sẽ vô các bạn coi vô cái mục environment variables nè. Cái thư mục path này đúng không? Rồi vô edit nè. Nhìn mình chỉ cần nhìn mình gõ mình nhìn cái đó mình biết là cái người làm sai rồi. Rồi. Thấy chưa? Cài cái thư mục mình đã nhắn kỹ rồi. Thật sự coi tới đây mà không coi tới đây làm cùng mở cái màn hình này lên mà có tới đây á là bực mình mà không muốn sửa lại cho luôn nữa. Thì đã hướng dẫn rất là kỹ luôn á nha, là phải vào Odyssey chỗ program files rồi xong chọn cái thư mục Java, mà bây giờ cái người này á lại Odyssey mà chọn user và admin rồi download rồi PC 2 client, what the hell, thiệt coi mà bức xúc luôn nha các bạn. Mình không hiểu là Không biết có coi cái video hướng dẫn không mà bây giờ lại hỏi một cái cách mà em làm đúng như video của anh vậy rồi mà bây giờ không chạy được là sao, mình cũng bó tay luôn. Thì nói chung là các bạn này là mình cạn lời luôn rồi đó, mình không biết phải nói một cái lời nào luôn á. Mà giờ thôi lỡ rồi anh nói giúp rồi mình giúp cho rồi. Thì mong mấy mốt những cái bạn này á làm ơn học á, học cho kỹ giùm,
làm hướng người ta đã làm cái video hướng dẫn á đã rất là có tâm rồi, hướng dẫn rất là kỹ luôn á, không có sai sót một cái điều gì luôn, mà mình đã test thử hết tất cả các trường hợp luôn á, vậy mà vẫn làm sai. Mình không biết các bạn học được học đọc học được như thế nào luôn á. Nó mình nói nặng, mà mình nói quá nặng luôn, với học mà mình làm cái gì người ta hướng dẫn rõ ràng luôn nha, mình nhấp phải coi màn hình là mình biết rồi, đâu phải là người ta vô chỉ đâu là mình mới biết được đâu. Mà cái này là sai, quá sai luôn, sai một cách trầm trọng luôn, là không nhìn cái video, làm theo hướng dẫn theo video luôn mà không làm được, mà không tìm vô được cái folder này luôn á, là quá tệ luôn. Không biết học 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 ở trên trường không biết sao, chứ mà làm coi video mà các bạn nào coi cái video của mình á là sẽ thấy được là mình nó chỉ rất là kỹ luôn, tới khúc chỗ nào á mình chỉ rất là kỹ luôn á, mà bây giờ đã làm như vậy thì bó tay luôn. Ok, sau khi các bạn mà gõ vậy á, mà nó ra nó vẫn ra 1.8.0 á, thì cách thứ hai, cách cuối cùng của các bạn á, để mình gõ lại thử coi, cái dây cái Javax gạch ngang khoảng trắng ra gạch ngang rồi version á, nó ra 12.0.1 là đúng rồi đó nha. Còn cái này nó không ra đúng á, thì cách cuối cùng của các bạn á, tại vì nó chưa có thay đổi cái bộ nhớ vậy á, các bạn phải reset lại cái máy của bạn. Các bạn phải reset lại cái máy của các bạn, rồi các bạn sẽ làm tiếp. Các bạn chỉ cần reset cái máy của bạn là tự động nó sẽ làm, nó sẽ update lại cái Java cái version là 12.0.1 rồi, đơn giản vậy thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này, và video này mình sẽ post lên trên YouTube. Và đặc biệt là lưu ý các bạn nào á, làm ơn coi video hướng dẫn thì làm ơn làm đúng theo video hướng dẫn dùm nội, mà cái chọn cái đường link vô cái folder Java mà mình cái thư viện Java mình mới cài thôi mà cũng cũng chọn sai nữa là mình bó tay luôn, cạn lời luôn, không có gì để nói. Ok, cái video này tới đây là đã kết thúc, tại vì mình gõ được cái Java này nè, version này nè 12.0.1 là đúng rồi nè. Còn cái version này á chưa được á là các bạn chỉ cần reset lại cái máy, tắt cái máy, turn off cái máy, rồi xong mở cái máy lên là chạy được thôi. Ok, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Và nhớ làm cực kỹ giùm mình, đừng có hỏi những câu hỏi quá là vớ vẩn mà quá là tầm thường, sẽ dẫn đến người ta hiểu bạn một cái người tầm thường, không 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 có làm được cái gì hết, mà làm cũng sai nữa, mình bỏ tay luôn. Tạm biệt các bạn.